Alo, chương trình khai dân trí hôm nay là ngày thứ sáu, 30 tháng 12 năm 2016. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị cũng như là các bạn hãy lắng nghe một ca khúc nha. Xin chào tất cả quý vị. Thank you.
Rồi, Lisa trở lại chương trình. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra: chị ơi, bây giờ đất nước Việt Nam Tàu nó đã vào rồi, vậy thì bây giờ khi nào Hoa Kỳ mới vào nước Việt Nam để cứu dân Việt Nam đây chị? Trả lời cho em, Hoa Kỳ không bao giờ đi vào một đất nước nào khi mà đất nước đó người dân không bao giờ đứng lên. Bởi vì các em thấy rằng thằng Cộng sản Việt Nam nó nói với thế giới rằng là nước Việt Nam là một trong 10 quốc gia mà đang sống yên bình. Bây giờ người dân Việt Nam không đứng lên, người dân Việt Nam chờ đợi Hoa Kỳ đi qua với cái tư cách gì đây? Chỉ khi nào một đất nước mà vấn đề là kêu bằng một cái chính quyền đó tàn sát, diệt chủng người dân thì Hoa Kỳ mới vấn đề là đi qua mà thôi. Còn nếu mà vấn đề là một cái đất nước mà vấn đề là kêu bằng là mọi người yên lặng như vậy thì Hoa Kỳ đâu có cái cớ nào mà để Hoa Kỳ vấn đề là kêu bằng là đi vô Việt Nam được. Bởi vậy mà cho nên người dân Việt Nam khi nào mà thằng Tàu cộng qua, khi nào mà người dân Việt Nam đứng lên, khi nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp, giết chết người dân Việt Nam thì lúc đó Hoa Kỳ bắt đầu mới là đi vào, cũng như thế giới mới đi vào. Còn nếu người dân Việt Nam mà cứ thờ ơ, người dân Việt Nam mà vấn đề là kêu bằng là không làm cái gì hết thì bây giờ có chờ đợi tới Tết Congo thì Hoa Kỳ cũng không vào được để mà cứu giúp cho dân tộc Việt Nam đâu nha. Cho nên vấn đề là Lisa trả lời cho các em như vậy đó, các em thấy không, cái lũ chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Cái lũ chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam nó tuyên truyền, trời ơi, nhục nhã không thể tưởng tượng được. Đồng Khởi Bến Tre, vấn đề là kêu bằng ngày nào đánh Mỹ ghê lắm. Ai đứng như bóng dừa, có phải người con đó là con gái của Bến Tre? Con gái của Bến Tre năm xưa đi trong đạn lửa mà bây giờ thằng Tàu Cộng nó vô, nó cướp đất, nó cướp nhà. Mà vấn đề là con gái của Bến Tre, vấn đề là bây giờ, vấn đề là im ru bà rù hết trơn. Không có con gái nào mà vấn đề là kêu bằng là đứng lên cả. Không có một con người con gái nào mà đứng lên á. Các em thử suy nghĩ đi. Cho nên người dân Việt Nam phải đứng lên. Người dân Việt Nam phải đoàn kết. Đó, bây giờ Đồng Khởi Bến Tre đi. Vậy mà một con trâu của một cái người hàng xóm mà lỡ đi qua bên vườn mà ăn của mình một đọt rau hoặc là một cái gì đó, lá cây hay gì đó, thì cầm cái cây đó mà phang làm sao mà cho con bò chứ. Nó lặt lìa lặt lội cái chân như vậy. Các em thấy nó dã man không? Đó, xã hội chủ nghĩa nó vui như vậy đó. Mà trong khi đó ha, nguyên một cái lũ đầu trâu mặt ngựa nó kéo rừng rừng rộ rộ binh mã tới, nó ủi sập nhà, nó ủi sập bàn thờ, nó ủi hết như vậy thì thôi, không có chuyện gì hết, chỉ có khóc la làng lên vậy thôi. Đó. Còn trong khi một con bò mà vấn đề là vì lỡ trót dại mà đi vào cái khu vườn của mình thôi thì cầm cây cầm dao đó mà phang làm sao mà cho gãy chân lặt lìa con bò để mà nó cà lớt đi ở trên mặt đường để nó chết. Các em nhìn thấy đi, ở Việt Nam đó, chị đâu có nói sai đâu, đúng không? Nó chém cái bằng là phải đứt lặt lìa lặt lội cái chân con trâu. Rồi bây giờ chị nhận được cái tin kia kìa. Đó. Chị nhận được cái tin người ta vấn đề là đưa cho chị đi nè. Vấn đề là kêu bằng là mỗi một ngày bây giờ đó, trong những cái hãng xưởng, ai đi làm trong những cái hãng xưởng đó, là bây giờ vấn đề là kêu bằng là phải khấu trừ một ngày lương. Một ngày lương là 150.000 hoặc là 200.000.
cũng phải khấu trừ một ngày lương. Để mà vấn đề là kêu bằng là cứu cho vấn đề là đồng bào lũ lụt, mà biết có tới tai của những người đồng bào lũ lụt hay không. Vậy mà người dân ở Việt Nam vẫn thờ ơ, người dân ở Việt Nam coi như không có chuyện gì hết, người dân ở Việt Nam không đồng lòng đứng lên. Thì các em chờ đợi Hoa Kỳ có 1.000 năm, 1 triệu năm Hoa Kỳ cũng không bao giờ vô được. Có những người vấn đề là vô nói rằng chị ơi chị, tụi em ở trong nước Việt Nam đã nghe lời của chị hết rồi. Vấn đề là ai ai cũng nghe lời của chị, rút tiền rút bạc ở ngân hàng ra hết. Nhưng mà tại sao trong cái đợt Tết này thì vấn đề là Việt Kiều, vấn đề là một trăm mấy chục ngàn người ào ào đi về Việt Nam để mà nuôi cái đảng chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam vậy chị? Thì Lisa vấn đề là nói cho các bạn biết là đây là một cái xứ tự do. Họ cũng còn có cha mẹ ông bà ở bên Việt Nam. Cho nên họ đi về cũng không chừng họ về đâu phải là họ đi về họ thăm gia đình, hoặc là họ truyền đi những cái tự do dân chủ ở bên đây để mà thêm lửa cho các em cũng không chừng. Cũng có một số người về để mà ăn chơi nhưng mà số đó rất là nhỏ. Bởi vậy mà cho nên họ cũng đi về Việt Nam, nhưng mà họ về để mà họ vấn đề là nói lên ở bên đất Mỹ này như thế nào, tự do dân chủ ra làm sao. Chứ không phải là vấn đề là họ đi về Việt Nam mà vấn đề là các bạn là họ ăn chơi không đâu. Nha. Rồi. Các em thấy không? Nó lấy tiền của những người công nhân, nó lấy tiền của mọi người để mà nó giả bộ, nó nói cứu lũ lụt. Nhưng mà thằng Bắc Hàn bên kia mà bị lũ lụt thì nó viện trợ 70.000 đô la cho người dân ở Bắc Hàn. Còn trong khi dân ở tại Hà Tĩnh, ở tại Bình Định, ở bất cứ nơi đâu mà vấn đề là kêu bằng là bị lũ lụt, bị thiệt hại nặng nề như vậy thì nó không bao giờ vấn đề là nó trợ giúp. Các em thấy rõ ràng đang các em đang sống trong một cái chế độ mà nó khốn nạn, nó chó đẻ, nó mất dạy tới mức độ như vậy đó. Mà bây giờ vấn đề là nói ra đó thì mọi người ở Việt Nam nó nói trời ơi, bây giờ không biết làm sao, đứng lên thì không ai đứng lên hết trơn. Giờ cứ đợi chờ cho người Việt bên hải ngoại này thành lập rồi đi về Việt Nam, hoặc là mong đợi cho Hoa Kỳ đi vào Việt Nam thì các em cứ ngồi đợi chết Tết đi. Tới Tết Congo cũng không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra nữa. Bởi vì Hoa Kỳ không bao giờ đi vào một cái đất nước nào cả. Chỉ ngoại trừ cái đất nước đó, cái chính quyền đó, người dân đó, người ta đứng lên biểu tình. Người ta đứng lên, người ta phản kháng. Bởi cho nên nói với chị vấn đề là khi nào mà Hoa Kỳ đi vào Việt Nam, khi nào mà Việt Nam Cộng Hòa trở về Việt Nam. Cái chuyện đó là không có xảy ra đâu. Bây giờ ở tại Bến Tre nè, chị nhận được cái tin ở tại Bến Tre nè, ở tại vấn đề là kêu bằng là An Giang nè, ở tại Kiên Giang nè, ngay cả ở đảo Phú Quốc luôn đó. Nó bắt đầu chuẩn bị nó cướp đất để mà nó bán cho vấn đề là kêu bằng là những cái tụi mà vấn đề là kêu bằng là cái lũ tàu đó. Tao xì một cái tin này để cho cái lũ bộ chính trị tụi bay biết nha. Tụi bay mà không đưa quân đội đi ra ngoài đảo Phú Quốc á, thì tụi bay chuẩn bị đi nha. Coi chừng thằng Campuchia đó, nó trong một đêm đó, nó tràn lên đảo Phú Quốc, nó giết hết những người dân mà vấn đề là cái bằng là ở trên, vấn đề là cái bằng là đảo Phú Quốc nha. Nghe chưa? Tao xì cho tụi bay biết luôn nữa nè. Nha. Tụi bay có biết cái vụ án mà vấn đề là kêu bằng là cháy cái quán karaoke ai làm không? Hả? Mấy thằng chó đẻ bộ chính trị của tụi mày. Tụi bay biết 13 cái thằng học viện chính trị mà nó bị chết cháy ở trên quán karaoke là nó nhận chỉ thị nó học chính trị về cái gì không? Hả? Tụi bay khốn nạn, tụi bay chó đẻ lắm.
Tụi bay giao cho những thằng này vô học viện chánh trị mà toàn là 13 con chó này là tình báo qua Nam không? Đi qua giả bộ ăn chơi, đi vào những cái resort, khách sạn, karaoke để mà vấn đề là kêu bằng là truyền nhiễm những cái chuyện mà vấn đề là xì ke ma túy ăn chơi để cho tuổi trẻ Việt Nam quên đi vận mệnh của đất nước, để mà tuyên truyền trong cái những cái vũ trường là cứ việc ăn chơi đi, kệ mẹ nó, nước Việt Nam có là của Tàu cũng là của nữa. Bởi vậy mà cho nên những cái người mà trong đảng của tụi bay đó, những người mà vấn đề là làm việc trong đảng của tụi bay đó, đã âm thầm để mà đốt cái quán karaoke này, để mà cho chết 13 thằng học viện chánh trị. Bởi vì những con chó này khi mà nó đã vấn đề là ăn chơi trên quán karaoke, bắt đầu nó thí nghiệm để nó ra những cái vùng biển, để mà nó lấy thân xác của phụ nữ Việt Nam, để mà nó làm tình báo qua Nam, để mà nó cố tình nó cho tuổi trẻ Việt Nam cứ ăn chơi vui chơi không cần biết con mẹ về chánh trị, cho nên nó đốt đi đó. Tụi bay biết rằng là cái bộ công an ở tại Đắk Lắk tại sao bị nổ không? Hả? Tụi bay lên tờ báo thì tụi bay dụ người dân Việt Nam, tụi bay lừa bịp, tụi bay nói rằng là cái hóa chất đó nó nổ này kia kia nọ. Tụi bay muốn cần không? Tao không nói cho tụi bay nghe đâu. Nhưng mà khi chế độ tụi bay lật đổ thì tao nói, từ đây về sau sẽ còn dài dài những chuyện đó xảy ra. Bây giờ tụi bay lộn lên rồi, tụi bay sợ thanh trần lẫn nhau, tụi bay kêu là phải ra vô những cái ủy ban, tất cả ai ai ở bí thư quận huyện đồ kia đi vào thì phải được quyền kiểm tra xét coi trong mình có vũ khí không. Tụi bay sợ người dân Việt Nam nó đâu có vũ khí đâu, tại sao tụi bay làm vậy? Tụi bay run sợ trong nội bộ nó bắn nhau rồi phải không? Hả? Tụi bay sợ rồi phải không? Tao cho tụi bay biết nha, những người mà từng đổ xương đổ máu ở ngoài chiến trường, vấn đề là kêu bằng là biên giới ở phía Bắc đó, người ta rất là căm hận cái đám chó đẻ, cái đám súc vật tình báo qua Nam tụi bay trong bộ chính trị nha. Rồi tụi bay khốn nạn, tụi bay bây giờ tụi bay không tìm được cái gì rồi, tụi bay ra cái chiêu bài, tụi bay hợp hội với nhau để mà tụi bay tính chiêu dụ Việt Kiều ở bên đây nữa. Các bạn ở bên đây đó ha, về thăm gia đình thì thăm gia đình, mà các bạn về Việt Nam mà coi chừng các bạn làm ăn đi rồi các bạn chết. Còn các bạn nào mà vay tiền của ngân hàng các bạn cũng chuẩn bị đi. Bây giờ nó không còn tiền, nó cứ kiềm chế hoài. Bắt đầu nó đem gần cả ngàn căn nhà để mà nó đi ra nó bán, nó ra nó bán cái kìa. Tưởng ta đây ngon lắm Việt Kiều, đem tiền về Việt Nam để mà vấn đề là kêu bằng đó là hả cho vay. Rốt cuộc rồi đi tới nó không trả tiền, bắt đầu đòi tiền nó không trả. Bắt nhốt mẹ nó vô gài tội cho, vấn đề là kêu bằng là bắt người chuẩn bị để nó dội tiền nữa, tao cho đáng đời. Rồi bây giờ gia đình bà đặt la làng đồ kia lên, bắt đầu là kêu réo bên đây cứu giúp, giúp cái gì? Nói rằng đó là năm nay không đốt pháo hoa để dành tiền lo cho dân nghèo. Tưởng sao? Tiền dân nghèo chưa có thấy, mà bây giờ nó kêu lên danh sách là thưởng cho, đó là kêu bằng mỗi một người nó thưởng cho đó là gần 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Các bạn thấy cái chế độ nó khốn nạn như vậy đó, cái chế độ nó súc vật như vậy đó. Những cái doanh nghiệp, những cái vấn đề là kêu bằng đó là cơ quan người ta làm ăn đó thì kiếm chuyện lên thuế hoài, tăng thuế người ta đóng thuế đàng hoàng, bây giờ cũng tăng lên gấp 2, gấp 30 lần như vậy làm sao sống nổi. Các bạn làm ăn ở Việt Nam các bạn không lo, các bạn rút lui là các bạn chết. Bởi vì khi mà đảng đỉ nó tiền rồi, nó sẽ tìm cách để mà nó tận dụng, nó lên thuế cao ngất ngưỡng đủ thứ loại tiền hết trơn để mà vấn đề là nó lấy của các bạn nha. Lisa mới nhận được cái nguồn tin nè, công ty nhà máy may mặc ở quận Bình Thạnh kìa, bây giờ nó tuyên bố rằng là vấn đề là kêu bằng là tiền mặt không có nữa. Cho nên vấn đề là tất cả những người công nhân nó hẹn là qua Tết đi, qua Tết âm lịch đó thì nó mới đưa tiền cho. Chuẩn bị lỡ khóc lỡ cười giờ nè. Mấy cái tin này hả mẹ nó giấu còn hơn mèo giấu cất, đâu có lọt ra, đâu có tờ báo nào mà dám đưa lên đâu. Chỉ có Lisa bên đây là vấn đề là Lisa biết được những cái tin này thôi. Đó. Bây giờ nó hứa rồi, nó hứa là ngứa mòn rồi. Ta nói bây giờ nó lộn rồi, nó không còn tiền nổi nữa. Nó không còn tiền. Bởi vậy mà cho nên bây giờ nó mới là ra những cái chiêu bài như vậy đó. Nghe.
Rồi đây tôi bay sẽ coi. Bộ chánh trị tôi bay chóng mắt mà tôi bay coi. Chia 5 xẻ 7 đi nhé. Đó, tôi bay ngồi tôi bay ngẫm nghĩ lên thì tao cho tôi bay điều tra tới Tết luôn. Còn tôi bay ra không? Tôi bay ra cái vụ cháy vào quán karaoke 13 người không? Trong đó 12 người là cộng sản rồi. Mà tao cho tôi bay biết, tao xì một cái tin cho tôi bay biết, trong 12 người đó có một người giả dạng làm tình báo qua Nam tôi bay vô học, nhưng mà họ thấy nguy hiểm quá cho nên họ chấp nhận, họ phải chịu chết chung ở trong trọng. Cho tụi bay thấy như vậy đó. Tụi bay điều tra tới đâu rồi? Hả? Rồi bây giờ tụi bay điều tra cái vụ mà nổ ở tại Đắk Lắk tới đâu rồi? Ở bộ công an đó ai vô? Hả? Rồi bây giờ tụi bay quýnh lên hết trơn rồi. Tụi bay kêu là bây giờ ra vô ủy ban ở thành phố Hồ Chó Đẻ đó là phải kiểm tra vũ khí đâu kia. Mẹ người dân nào có vũ khí? Toàn là chúng mày là tụi bay có vũ khí với nhau không? Chứ người dân nào, bố bảo người dân nào dám có vũ khí? Mà bây giờ tụi bay kêu là phải vậy. Nha. Yeah. Chị ơi chị, nhà mạng mobile Viettel Vina trừ tiền từ máy 60.000 cho đến 150.000, chị có biết không? Cái lũ thuê bao này thì các em khỏi lo, bây giờ nó quả lên là nó trừ tiền các em chứ sao? Cái sân gót của phi trường Tân Sơn Nhất nó hẹp tét, mà bây giờ nó dành nó làm cái sân gót. Bây giờ vấn đề là thanh trừng với nhau. Thằng Phùng Quang Thanh bắt đầu là chuẩn bị xuống chức với thằng Phùng Quang Hải rồi. Bây giờ bắt đầu là nó tìm cách, nó yêu cầu cái phe kia, nó yêu cầu phải trả mẹ nó đất xưng gót lại cho phi trường. Rồi trong tương lai các em coi, nó nổi điên lên rồi. Bắt đầu là cái bằng là ta nói vui như ngày tẩy hội, bắt đầu quân đội nó nổi lên, nó bắt đầu nó đập với nhau nè. Nó đập với nhau nè, khỏi lo đi. Nha, đó. Bây giờ đất cát được kia nó tốt lên rồi đó. Nó tố với nhau rồi đó. Bây giờ nó yêu cầu đó là phải trả đất lại cho phi trường Tân Sơn Nhất. Em thấy không? Một thằng đại sứ nó qua bên Mỹ này, nó nói toàn dân Việt Nam là đòi, có nhu cầu đòi học tiếng Trung Quốc. Mà có người dân nào trong nước Việt Nam mà đòi học tiếng Trung Quốc không? Mà nó qua đây nó nói là toàn dân Việt Nam là yêu cầu, có nhu cầu là phải học tiếng Trung Quốc. Nó đem người dân Việt Nam vào như vậy đó. Nó lòng người dân Việt Nam vào như vậy đó. Nhưng mà người dân Việt Nam thì cứ thờ ơ không à. Hễ mà đụng tới quyền lợi của tao đó là tao giết mày chết. Mày đừng có đụng tới tao à nghe. Mày mà lấn nhà tao một cái thôi tao cũng đập cho mày thấy bà nội cha mày nữa, cho mày đừng nói. Con bò mà đi qua nhà tao tao cũng phang cây cho gãy chân. Con chó qua nhà tao tao rải thuốc chuột cho ăn cho chết. Con gà mà qua nhà tao tao cầm vàng ná hả mẹ nó ra tao bắn cho mày. Vấn đề là kêu bằng đó là mày dễ đành đạch mày chết luôn nữa. Nhưng mà cái lũ mà đầu bò ốc chó mà vấn đề là nguyên một cái bầy, nguyên một cái lũ mà nó chạy xuống mà vấn đề là nó cướp đất cướp nhà thì không bao giờ dám lên tiếng hết trơn. Không dám. Giỏi ăn thua ở trong nước như vậy thôi. Chứ không bao giờ dám mà vấn đề là kêu bằng đó là đứng lên mà vấn đề là lấy lại vấn đề là những gì mà mình đã mất đâu. Đó. Đồng khởi Bến Tre bây giờ đó. Đó. Ai đứng như bóng dừa, có phải người con gái đồ kia đó bây giờ đó, tao cho mày đi. Đó, Đồng Khởi Bến Tre giờ dám Đồng Khởi không? Thằng Tàu vô mà bây giờ nó xây những cái khu mà công nghiệp của nó, nhà cửa của nó bí mật ở tại Bến Tre. Vấn đề là bây giờ vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra người Việt Nam ở tại Bến Tre cũng không được quyền vô cái khu đó. Ta nói trời quả báo mà. Đó. Ta nói quả báo mà. Nha. Yeah. Đó. Đồng Khởi Bến Tre đó. Sao? Bây giờ sao rồi? Bây giờ sao? Nói tới vấn đề là cái bằng cái lũ cộng sản Việt Nam chán lắm các bạn ơi. Thật tình. Lisa không có muốn lên đây nói. Một chế độ mà ngu dốt, một chế độ mà ngu dân, một chế độ mà vấn đề là các bạn thấy rồi đó. Ở bên này đó, giảng viên đó, ở bên Việt Nam chị nghe nói giảng viên trẻ tuổi giỏi, học nghiên cứu,
thì nó không bao giờ nó cho làm bất kỳ một cái gì hết trơn. Hoặc là nó có cho làm thì nó cho làm những cái chuyện gì mà không đúng với cái đề tài của người ta. Nó có dành những cái vấn đề là kêu bằng là chức vụ cao sang trọng đôi kia cho con ông cháu cha đôi kia vô. Cho nên người ta bỏ người ta đi ra nước ngoài chứ là vậy đó. Ta bỏ người ta đi ra nước ngoài hết là vậy đó. Khốn nạn vậy đó. Tại sao vậy? Nó đâu có cho mấy thằng kỹ sư vô làm gì. Mày tính giỏi quá ha. Mày vô mày nhìn cái công trường đó mày biết được đó là cái bằng là bao nhiêu đất, bao nhiêu cát đồ kia ha. Ai cho mày tính cái kiểu đó? Mày tính kiểu đó tao lấy gì tao ăn? Hả? Mẹ mày. Mày ai mượn mày? Ai mượn mày tính cái kiểu đó? Bởi tao đâu có cho đâu. Không bao giờ mà cho thằng nào mà vấn đề là kêu bằng đó là hả mẹ mày được quyền mà mày tính toán hết trơn. Để cho tao, để cho người của tao vô. Để mà người của tao vô rút ruột công trình ra dễ một chút. Còn mày là kỹ sư, mày lạ nãy kia ai cho mày vô vậy? Đâu cho mày vô đâu. Mày vô để mà những này là mày nhìn mày biết những này là cái bạn là làm bao nhiêu hết trơn à. Bởi một cái đất nước mà nó khốn nạn như vậy. Một cái đất nước mà các bạn thấy rõ ràng rồi. Nha. Bởi vậy cho nên nó là chi tiền cho khoa học, chi tiền của nhà nước, chi ngân sách ra, rốt cuộc rồi thực chất là con số nó đưa ra toàn là có 2%, nó rút ruột không là 98% mẹ nó. Tiến sĩ dởm ở Việt Nam thì tràn lan, giáo sư bưng bô thì tao nói ngập rồi, còn tiến sĩ thật á thì bất mãn bỏ chạy ra nước ngoài, ở lại chán đời. Làm việc đâu có hiệu quả đâu. Nó chỉ cần cái này là kêu bằng là nó nói là mày vô mà mày làm việc không hiệu quả tao đuổi mày đi thôi. Nó đâu cho làm. Khổ lắm. Ở Việt Nam giờ khổ lắm. Những cái bài báo, những cái công trình mà vấn đề là kêu bằng là viết lên mà không ca ngợi cái thằng mà lãnh đạo ha. Tao cho mày đi về giường luôn. Viết lên là phải ca ngợi tao. Một thằng nào đó dù làm cho mày vấn đề là kêu bằng là thất thoát tiền cả ngàn tỷ đồng, nhưng mà cuối năm cũng vẫn được danh hiệu thi đua. Cuối năm vẫn được tiền thưởng, cuối năm vẫn được tăng quan, cũng được tiến chức lên như thường. Nó như vậy đó. Trong một cái chế độ mà nó khốn nạn như vậy đó. Bây giờ nè, trong nước Việt Nam bây giờ người dân rút tiền ra hết rồi. Bây giờ bắt đầu là hoảng loạn lên rồi. Đó. Bây giờ cố tình muốn kiềm chế bằng cách là giả bộ đưa khống lên đó, là quỹ dự trữ của đảng, của nhà nước, của Việt Nam 41.000 tỷ đô la tiền âm phủ đó. Mày khai lên nhiều chút đi để thằng Tàu nó qua nó lôi đầu mày trả nợ cho nó. Mày khai mẹ nó lên 81 tỷ luôn đi. Đừng khai 41 tỷ làm chi, biết không? Tụi bay mà có dự trữ 41.000 tỷ đô la mà tụi bay thiếu nợ, tụi bay không trả cho nhân viên. Tụi bay vấn đề là kêu bằng là có 41.000 tỷ mà con mấy cái du sinh tụi bay đưa qua bên đây, giờ tụi bay thiếu tiền của nhà trường ở bên Mỹ này. Tụi bay tưởng sao là người dân ở Việt Nam ta ngu hết trơn. Tụi bay tưởng sao ở bên Mỹ này người ta dạy không tụi bay. Tụi bay mà đặt tụi bay lên mấy cái tờ báo xạo như vậy. Tụi bay la làng lên, tụi bay nói rằng là kiều hối gửi về hả, có năm gửi về 12 tỷ đô la. Rồi bữa nay cái bắt đầu là thiệt ra là năm đó ta gửi về có 7 tỷ thôi. Năm nay gửi về chưa tới 5 tỷ nữa, tụi bay giả bộ tụi bay lên tụi bay nói là đô la giờ gửi về sụt xuống còn có 9 tỷ. Tụi bay la làng lên thiệt ra đô la giờ đâu gửi về đâu. Tụi bay giả bộ, tụi bay đăng lên cái tờ báo đó, tụi bay tưởng tao ở bên đây mẹ Việt Kiều hay nó lụm lá cây, nó làm tiền à. Tụi bay tưởng sao là ở bên đây, vấn đề là người ta không biết à. Người ta đi về chẳng qua người ta thăm gia đình, thân nhân của người ta thôi. 41 tỷ đô la của tụi bay đó hả, 41 tỷ đó là vấn đề là cơ bản là 41 tỷ đó là vấn đề là tiền âm phủ đó, tiền thằng gia hồ đó. Tụi bay không kê khóc nó lên 41.000 tỷ luôn đi.
41 tỷ làm chi? Mẹ mình là chủ nghĩa xã hội mà. Mẹ tôi bây giàu có quá mà. Thấy mất nhục. Đúng rồi, đất nước ở Việt Nam yên bình lắm. Người dân đáng sống lắm. Một trong 10 đất nước đáng sống lắm. Đến nỗi con bò nó cũng vậy, nó đang yên bình lắm đó. Vô ăn lá cây ở trong vườn của người ta phan cái cho gãy giò cà lót đi ra ngoài chơi vậy đó, yên bình lắm. Đất nước yên bình lắm. Lên trển nằm đẻ không đưa tiền ra tao phải cho mẹ hai mẹ con nằm chết mẹ nó luôn, yên bình liệu lắm. Đất nước nó rất là yên bình. Ra ngoài đường lạng quạng mẹ nó đâm nhau lọt tim lọt phổi ra mà chết. Vô trong học đường thì nó tuột quần nó cởi áo nó chia phe chia phái ra. Đúng rồi, đất nước Việt Nam yên bình lắm. Yên bình theo cái kiểu đảng của tao bay đó. Yên bình theo cái kiểu mà mất dạy của tụi bay đó. Rồi tụi bay vấn đề là kêu bằng đó là hả mẹ qua đây tụi bay bô bô cái miệng. Đại sứ của thằng chó đẻ Cộng sản Việt Nam qua bên đây nó nói rằng là bây giờ toàn dân Việt Nam yêu cầu là phải học tiếng Trung. Khi mà mọi người chất vấn nói rằng là tại làm sao mà vấn đề là các anh vấn đề là kêu bằng đó là hả mẹ lại kêu bắt người dân Việt Nam phải học tiếng Trung Quốc như vậy. Họ nói trời ơi dân của tôi á là họ yêu cầu phải học tiếng Trung Quốc. Bởi vì đây là nhu cầu của người dân chứ không phải đảng ép buộc. Người dân yêu cầu phải là học tiếng Trung. Khốn nạn không? Chó má không? Mà trong khi đó người dân Việt Nam người ta không bao giờ người ta mong. Người ta thấy thằng chó đẻ tàu cộng là ta sợ nó còn hơn gì. Đồ độc đồ kia tràn lan hết trơn. Cả một chế độ vấn đề là ngu dốt hết. Đó các bạn tuổi trẻ Việt Nam các bạn nghĩ đi. Các bạn vô đó các bạn ngồi các bạn học đi để coi các bạn sau này ra được cái gì. Chị ơi là chị. Con của em vô nó không cho thi. Hỏi sao vậy? Nó nói không có đóng tiền bảo hiểm, nó không có cho vô thi. Phải kêu cha mẹ xách tiền lên đóng bảo hiểm đi nó mới cho thi. Còn ấy nó cho đứng ở ngoài cửa đó. Không cho thi mẹ chứ. Mày đưa tiền để tao cho mày thi. Mày đóng tiền bảo hiểm cho tao. Đó, tiền bảo hiểm bao nhiêu đó mày đóng đi tao cho mày đi thi. Còn ấy tao không cho mày đi thi. Một chế độ khốn nạn vậy đó. Lấy tiền con người ta cho đã rồi rồi bắt đầu rốt cuộc rồi hả kêu bằng là mày không đóng bảo hiểm tao cũng không cho mày thi, mày không đóng tiền quốc phòng tao cũng không cho mày thi, mày không đóng tiền này mày không đóng tiền nọ tao không cho mày đi thi, không cho đi thi, cho đứng ở ngoài chơi vậy đó. Mày kêu má mày đi mượn nợ mượn nần đi tới đây tao mới cho mày thi. Ở Việt Nam tao mau mau người ta chạy để mà người ta vấn đề là kêu bạn là lo mượn tiền mượn bạc cho con người ta được đi thi, sợ con người ta mất đi, sợ con người ta vấn đề là kêu bạn là mẹ không bằng với bạn bè. Đó nó nói rằng không đốt pháo hoa để dành tiền lo cho người nghèo, để ly xà mông coi năm nay có lo cho người nghèo không, để ly xà mông coi có không? Có lo cho người nghèo năm nay không? Chính sách ngu dốt lắm chị ơi. Hạn chế người dân. Mỗi một người chỉ có một xe chính chủ thôi. Chị ơi em buôn bán xe hơi. Bây giờ nó vô nó kiếm chuyện nó phạt luôn đó kìa chị. Những người bán xe hơi giờ tiêu tùng hết ư. Nó quả tiền rồi đó. Trời ơi xe của các em nhập vô nó đóng thuế hả gấp 100 lần ở bên Mỹ này. Chiếc xe bên Mỹ này, Honda bên Mỹ này mua có 12.000 đô hoặc là 15.000 đô. Về Việt Nam đó là các em mua phải 30.000 đô. Mà 30.000 đô bây giờ nó kiếm chuyện lên, nó làm tiền lên nữa. Cho nên ai có tiền ở Việt Nam đó mua đi, mua xe hơi đi. Năm nào có thằng nào đó khùng làm ăn được quá bắt đầu mà đặt mua máy bay. Nó tước mẹ chiếc máy bay luôn, bán lại không kịp. Ai cho phép mày lái máy bay? Hả? Mày lái máy bay đi, có chuyện gì mày lái, mày bỏ, mày chạy đi à. Tao đâu ngu. Hả? Mày ở trong nước Việt Nam cho tao. Để thằng Tàu nó qua nó mổ gan mày. Để thằng Tàu nó qua nó mổ bụng mày. Ai cho mày sử dụng máy bay? Máy bay chỉ được quyền cho tao thôi hả? Trời ơi tao đâu mong cho mày vấn đề là coi mà có máy bay. Đó thằng Cường Đô La đó. Sắm cả ngàn cái xe đó chuẩn bị đi con. Cho mày bánh văn dên mày nè. Sắp trong chế độ chó mà đặt dược le.
đường thì ổ gà ổ chó cục 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 không, mà đặt chơi xe sang chơi đi, để một dọc xe sang tưởng sao thời bo nó đi ông không, thời báo đài ở chuồng không. Ở bên đây mỗi một năm đó là người ta đời mới của xe người ta đi ra, mỗi một năm là ta ra một chiếc mới, mỗi một năm ta ra một chiếc mới, ai đâu mà vấn đề là xe, mà cái kiểu mà vấn đề là như là ở Việt Nam bà đặt mơ chơi cái xe ngu như chó. Ở bên đây Lamborghini này người ta chỉ có 200-300 ngàn, giờ Việt Nam nó thổi lên cái mẹ nó ra gần nửa triệu đô la Mỹ mà cũng xuất tiền nó mua nữa. Mà Việt Nam chơi sang mà, Việt Nam nói là làm mà, ngục ngu ăn ruột cùng rùa, sao mà tao cho mày chết đi rồi coi ai. Khốn nạn lắm, cái lũ này là cái lũ mà kêu bằng là đầu bò mà óc chó nghe. Mấy bạn này vô hỏi Lisa chắc bị chặn bên Việt Nam mẹ nó rồi. Nó sợ quá nó chặn rồi, đến nỗi một em bé mà vấn đề là sinh năm 1995 mà lên trên mạng xây những cái tin tức cũng giả bộ bắt con người ta, kêu án con người ta, vấn đề là kêu bằng là mẹ 2-3 năm để mà răn đe chứ gì chứ. Răn đe tuổi trẻ Việt Nam chứ gì chứ. Bởi vì sợ quá rồi, nói láo quá rồi bây giờ sợ. Nha. Chị ơi, nhân viên nhà nước đi đi thì nâng cao bằng cấp đại học lên thạc sĩ giáo sư, gì giáo viên thì gạt cho lật bùa thoải mái chị ơi. Thì thiên đường xã hội chủ nghĩa, em đưa tiền là giáo viên người ta cho tụi em đưa 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 đề cho tụi em biết không, chị đó nói rồi, xã hội chủ nghĩa mới nói vậy đó. Thầy giáo mà chỉ cần hả đi lên mà nằm em nào đẹp đẹp lên mẹ thầy đéo một cái thầy cho đề trước, còn em nào mà đàn ông á, mà ăn trai á thì đưa tiền ra cho thầy về kêu má học thêm đi, hoặc là mày khỏi đi học má mày cho tiền bánh kẹo mày mày đi dành đi rồi mày lên mày đưa cho thầy, rồi thầy vấn đề là cái bằng là đưa đề cho mày. Trời ơi nó nhục nhã vậy đó, tiền ăn của mấy nhỏ mà nghe kể lại buổi sáng hả nó cũng bắt đầu là kêu phải đi dành, có vụ gì mà thiếu nợ thầy nữa. Chị ơi em đi vô học á, thầy toán của em á vấn đề là kêu bằng á là hả kêu em lên nói thẳng vô mặt em luôn, em học không có được tốt nha, cho nên nếu mà em không đóng tiền cho thầy đó là kể như em bị vấn đề là kêu bằng là ở lại thi lại môn toán đi, bây giờ em muốn làm sao. Dạ con thầy đừng nói cho ba mẹ con nghe. Thầy không có nói cho ba mẹ nghe đâu, thầy thương lắm cho nên bây giờ thôi không có tiền đi học thêm có không sao, để thầy sẽ nâng điểm lên, bây giờ đó là buổi sáng má cho nhiêu tiền đi học đó, bây giờ đưa cho thầy tổng cộng là 4 triệu đi đó, trong vòng phải đưa trước học kỳ 2 nha đó, rồi bắt đầu là thầy sẽ cho lên, còn bằng không là rớt ở lại ráng chịu. Thằng nhỏ vô kể cho Lisa nghe, trời ơi em đâu dám ăn đâu chị, giả bộ về dụ cha dụ mẹ nó, trời ơi, giờ hả cái gì cũng lên trơn á, con đi học mà cho con nhiêu tiền con ăn không có đủ, làm hại bà má đi bán giải ở ngoài chợ, sợ con đói quá tao nói ngày nào cũng ro tiền cho 200-300 ngàn, thằng nhỏ vô nhịn đói đâu dám ăn uống xài mẹ đâu, để dành tiền vô cúng cho chùa. Ông thầy giáo dạy toán có một cuốn sổ dài vậy nè. Mày tên gì, em tên gì? Em tên là Nguyễn Văn Thành phải không? Rồi em đóng cho thầy nay là em đóng nhiêu, em đóng đưa cho thầy 200 ngàn hả, rồi thầy ghi vô 100 ngàn này nha, tức là 4 triệu mà em đưa 100 ngàn là kể như còn em còn thiếu thầy lại 3,9 triệu nghe không. Rồi em này Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn Sơn phải không, em cũng vậy luôn, cũng phải thi lại môn toán luôn đó, bởi tụi em không có học không có đóng tiền, tụi em học dở lắm cho nên bây giờ là đưa tiền cho thầy để thầy cho nâng lên hết trơn à. Đưa đây thầy ghi vô, tức là mỗi em đó là giờ mày không học thêm thì giờ phải đóng tiền cho thầy đi, còn ấy là thi lại các triệu đó, em 4 triệu thằng này 4 triệu thằng này 1 triệu, nhà trường giờ đâu cho dạy thêm, giáo viên nó đói quá giờ nó phải tìm cách nó làm vậy thôi. Giáo viên nó đói quá thì nó phải vậy thôi. Còn trong đại học còn vui ác, vô đại học á hỏi anh đại học, anh đại học vô hỏi anh ơi sao mà giờ anh cứ học đại học mà nó có dạy tư tưởng Karl Marx Lenin vô không, nó nói trời giờ nó có dạy mấy cái đó nữa mà nó dạy toàn là tư tưởng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh không à. Tôi nói là anh có học không, nó trời học mẹ gì tới giờ nó bỏ nhau đi chơi thôi. Rồi cái thằng thầy nó nói thẳng luôn, nó nói giờ khỏi cần học gì hết trơn á, miễn tới cái lúc thi mà làm bài đậu là được rồi, mà muốn làm bài đậu đó thì nói cho tôi nghe đi, trời ơi thầy là đảng viên nè để thầy dạy cho nghe tư tưởng Hồ Chí Minh phải không. Rồi bác là người đi tìm đường cứu nước, bác vĩ đại không có bác làm gì có nước Việt Nam,
Bác là một người mà cả thế giới đều phải kính phục. Hễ gặp bác ở đâu là toàn thế giới quỳ lại bác ở đó. Ghi vô đi, càng nói nhiều chừng nào thì càng được điểm 10 chừng đấy. Mẹ tụi nó ngồi nó cười sặc sụa luôn, mà trong khi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh có thế giới nào mà tôn trọng không? Ở bên đất Mỹ này tao liệt kê thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đó là một trong những cái tên mà tội đồ mà giết dân tộc của họ. Một cái thằng mà sắp hàng với Hitler là một kế đó thằng Hồ Chí Minh, rồi mới tới Pol Pot, rồi mới tới thằng chó đẻ Mao Trạch Đông. Vậy đó, mà ở trong nước đó là bắt đầu là kêu bằng là mẹ lên những cái đề tài vậy đó, khốn nạn vậy đó. Lisa không còn gì mà để nói với cái lũ này hết trơn á. Dạy học là dạy cái kiểu vậy đó. Chị ơi, em muốn đi du học mà nó không cho em đi. À, bây giờ làm sao chị? Em sinh viên mà nó nói là em rớt vì em độc thân và thất nghiệp, không có công việc ổn định. À, họ nghi ngờ em đi vì các yếu tố khác hơn là để đi học tập. Tụi nó không muốn cho chúng em đi du học thì tụi nó muốn nói sao cũng được hết chị à. Giờ phải làm sao chị? Bây giờ em không đi, nó không cho em đi học thì kể như là nó muốn nắm đầu em vô làm con chút thí để mà đi nghĩa vụ quân sự đó. Em chuẩn bị tinh thần đi để mà em đi vô em làm nghĩa vụ quân sự cho nó. Em làm con chút thí để mà đi qua có chuyện gì canh không ngon cơm không ngọt thì quánh thằng Tàu. Hoặc là vô làm công an, nghĩa vụ công an đó, để đi ra mà đánh đập người dân. Khi nào mà người dân mà nổi loạn lên là đập mẹ nó người dân hết trơn. Vậy đó, chế độ của cộng sản chó má là nó vậy đó mà. Em đừng có hy vọng mà học hành cái gì hết trơn á. Em đi học bây giờ nó sợ lắm, bởi vì du học sinh bây giờ đông lắm. Qua bên đây rồi bắt đầu là có giấy tờ đàng hoàng đưa tiền bạc cho con tao đi qua bên đây nè. Cho nên giờ ngân hàng nó sợ lắm. Nó sợ quýnh cẳng nó lên trơn, sợ quýu cẳng chân nó trơn, cho nên nó đâu cho đâu. Chị ơi, cho em hỏi là tiền Việt Nam đổi tiền Hàn Quốc rồi đổi lại tiền Thái bao nhiêu vậy chị? Em hỏi chị mấy cái câu đó hả? Chị đâu có rành đâu em. Chị chỉ biết đô la đổi ra tiền Việt Nam là 22.000, nó ép ở trong ngân hàng thôi. Còn mà ở bên ngoài đó thì kể như là vấn đề là cái bằng là bây giờ bữa nay là nghe chị nghe nói là lên tới 33.000 mẹ nó rồi đó. Chị chỉ biết vậy thôi à. Còn bây giờ em gì mà lung tung bèn hết trơn vậy. Cái gì mà từ tiền Thái rồi qua tiền Hàn. Bộ em vấn đề là kêu bằng là ở bên Thái bên Hàn đó hay sao, em hỏi chị vậy. Chị đâu phải là chị là vấn đề là kinh tế. Chị đâu phải là ngân hàng đâu. Chị biết. Chị biết được tiền euro đó, tiền ở bên châu Âu đó, người ta nói ta gửi về nó phải đổi ra tiền đô. Rồi tiền đô nó mới đổi ra tiền Việt. Tức là 100 euro người ta về ta mất mẹ nó 30 euro. Ta còn có 70 euro thôi. Bởi cho nên những người bên châu Âu đừng có gửi tiền về nha. Ai đi về Việt Nam trong dịp Tết này để giữ đô la trong người về đưa cho thân nhân mình đi, chớ bao giờ ngu dại mà đưa tiền cho thằng chó đẻ vấn đề là cộng sản. Nghe không? Đưa cho nó chết chết chịu á. Chị nói rồi, nghe đi. Chị ơi, trong trường của thằng em công an vào họp toàn trường nói không được ủng hộ chị kìa. Thì đúng rồi đó, thì nó họp là nó sợ quá, mà nó sợ tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ biết nay mà vấn đề là các bạn là lên đây nghe chị nói lòi ra hết làm sao. Công tình nhòi sọ, vấn đề là tư tưởng của Cắt Mát, tư tưởng của Hồ Chí Minh. Bây giờ vấn đề là sợ rồi, nghe tiếng nói của chị run sợ rồi thì nó phải vậy chứ sao. Chị ơi, em vui lắm khi chị trả lời tin nhắn của em đó chị ạ. Giờ em nghe lời chị, em đến trường kêu gọi mọi người và giải thích cho họ biết về bộ mặt thật của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Em cũng nghe lời chị, em không kêu nó bằng bác gì cả. Cho nên giờ đây họ cũng xem video của chị nhiều ở trên YouTube nữa chị. Từ khi em nghe chị nói thì thần tượng của em đã bị sụp đổ hoàn toàn. Em nhìn thằng Hồ Chí Minh em căm ghét vô cùng. Nhìn cái mặt của nó dâm đảng thì thôi chị ơi, thì đúng rồi đó em à. Thằng này mà mai là em không sanh vào cái thời của nó đó. Chị cũng vậy nữa. Chị mà sanh vào thời của nó chắc chị trở thành thiếu nhi Bác Hồ mẹ nó rồi. Tại chị là học sinh giỏi văn mà. Thế nào gặp thằng chó đẻ này nó cũng lôi đầu chị vô, nó bú mồm bú đồ kia là chết đời của chị nữa. Bởi cho nó cái thằng khốn nạn này nó. Cho nên không riêng gì em đâu mà chị cũng vậy nữa. Mai à, mai là lúc đó nó chết rồi đó. Nó kêu chị vô là vô đòn vô đảng làm cháu ngoan Bác Hồ là đỡ một chút đó.
chứ chị mà bây giờ những này là cái bạn là mà cái chào của chị là lúc đó mấy thằng thầy cô giáo đó kia đó thời gian thời đó là cũng chưa đến nỗi mất dạy như bây giờ đâu, bây giờ nó còn nó mất dạy vậy đó. Chị mà sanh vào cái thời của các em bây giờ là chị sợ lắm. Trời ơi, vô mà nó nhìn coi được được là thầy nó kéo vô nó đéo mẹ hết trơn à, để nó cho điểm không à. Nha. Chị ơi, chị, mẹ em nói thời Việt Nam Cộng Hòa dân miền Nam tốt lắm. Từ lúc Cộng sản chiếm miền Nam, chúng nó đem sự độc ác của bọn Tàu dạy cho dân Việt Nam. Giờ chị thấy đó, người dân Việt Nam đạp lên nhau mà sống trong cái xã hội, trong cái xã hội chủ nghĩa, trong chế độ Cộng sản Việt Nam là nó như vậy đó. Tức là con mạnh nó đè lên trên cái con yếu mà nó sống. Rồi cái con nào mà nó mạnh nhất ở trong đàn đó thì nó ra lệnh cho những con kia bắt đầu là đè cổ ăn hiếp những cái con mà vấn đề là yếu. Các em thấy rồi đó, giống như trong một cái bầy vấn đề là kêu bằng đó là hả linh cẩu vậy đó. Con nào mà hùng dũng đó thì con đó bắt đầu là ăn no nê mập rồi tới nguyên một bầy của nó. Còn con nào mà yếu đuối đó thì bắt đầu là kêu bằng đó là mẹ lén lén tới ăn những cái đồ thừa đồ cặn không mà lạng quạng ăn rồi coi chừng mấy con chó kia nó nhìn thấy, mặc dù nó ăn no rồi đó mà nó nhìn thấy nó chạy lại nó cắn thấy bà nội mẹ luôn. Chị ơi, chị bớt xàm đi. Trời ơi, chị bớt xàm thì em đừng vào đây em nghe. Em vào đây nghe chị nói tự nhiên kêu chị bớt xàm. Chị bớt xàm mà thôi, rồi tự nhiên em vô đây em nghe chị nói làm chi vậy. Đi ra ngoài đi, đừng vô đây nghe. Em nghe chị nói xàm thì đi vô trỏng nghe bác nghe đảng đi. Đảng bác dạy em đó, em vô trỏng em nghe đi. Đừng nghe lời chị nghe. Chị nói xàm thì thôi đi 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 biến đi nhấn nút đi. Đừng thèm vào trong room của chị ngồi nghe chị nói chuyện để làm gì. Vào đây nghe chị nói chuyện, chị nói cho những người nào ta có đầu óc người ta nghe người ta suy nghĩ. Còn những cái thứ mà vấn đề là như em đâu cần phải vô đây đâu. Chị xàm thôi đi, em đi ra đi. Đó đảng không có xàm, thầy cô giáo em có xàm thì em về em bưng bô đi. Đúng rồi, nói tốt cho thằng chó đẻ Hồ Chí Minh thì đâu có xàm đâu. Em về em bưng bô Hồ Chí Minh đi nha. Nhiều em vô hỏi chị mấy cái câu mắc cừ. Chị Lisa ơi, Bina là mùng 2 chị tụng đi. Chị đã nói rồi, tết tay chị mới tụng chứ mấy trù ẻo nó Bina mùng 2 cái gì. Sao tụi em khóa chị tụng kinh quá vậy hả? Coi coi. Chị Lisa ơi, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định 2017 sẽ không bắn pháo hoa để dành tiền ủng hộ cho dân miền Trung đó chị. Chị nghĩ sao về vấn đề này? Em đợi tới Tết Congo đi rồi coi dân miền Trung nó có tiền không? Chị cũng đang chờ đợi đó. Nó ủng hộ dân miền Trung á. Bởi vì nó sợ dân miền Trung đứng lên. Người dân đói quá thì đứng lên, nó biết mà. Bởi vậy cho nên bây giờ nó thay vì nó không bỏ tiền ra mà nó nắm đầu của những người dân. Nó nắm đầu của mọi người dân bắt đầu là cái bằng là đóng tiền ra. Bây giờ các em thấy không? Những người công nhân bắt đầu nó bắt trừ một ngày lương. Đảng nó đâu thèm ra tiền đâu. Nó bắt hết mấy người dân này phải đóng tiền ra, phải lội tiền ra. Rồi nó nói tiền đó là tiền của đảng. Chứ nó đâu bắt buộc, nó đâu ngu dại nó đưa tiền nó ra đâu. Bây giờ tiền đâu? Tiền đâu mà vấn đề là cái bằng là nó lo nữa. Nó không có lo. Nó không có lo đâu. Các em yên tâm đi. Chị ơi, lại thêm một một thằng cảnh sát giao thông truy đuổi chặn xe làm chết người và tạo hiện trường giả nè chị. Chị ơi, bây giờ thằng Trần Đại Quang nó nắm trong tay tất cả quyền lực kể như Bộ Quốc phòng rồi chị. Ừ, để cho nó nắm đi. Rồi tình báo qua Nam qua sẻ thịt nó, em yên tâm. Trèo cao thì té đau. Chị nghe nói là thằng Trọng Lú bây giờ nó nắm hết quyền lực rồi, tình báo qua Nam chuẩn bị qua thanh trận giờ, bởi cho nên nó sợ nó ra lệnh mấy cái quỹ ban cái vô phải kiểm tra vũ khí đó. Tình báo qua Nam nó đang dày đặc ở Việt Nam hết trơn, em yên tâm đi. Ta nói vui như ngày tẩy hội, chuẩn bị đi, các em ở Việt Nam cũng chuẩn bị đi. Ở tại Tân Cương đó nó ôm bom để nó tự sát, nó tấn công vào vấn đề là cái bằng là nhà nước của thằng Tàu Cộng rồi đó. Ở Việt Nam các em không đứng lên thì trong tương lai thằng Tàu nó qua, nó cùng với thằng Cộng sản Việt Nam nó chiếm hết những cái tỉnh, những cái quận, những cái gia đình, nhà cửa các em, mà các em ngồi đó. Các em ngồi đó mà các em vấn đề là cái bạn là đợi chờ đi. Nha. Yeah.
Chị ơi, Việt Nam mình đúng là khốn nạn, phải không chị? Dân thì chết đói, người tới cứu trợ thì chặn lại, không cho vô. Vậy mà đem tiền đi nước khác cứu trợ thì bởi vậy em thấy rồi đó. Các em thấy cái Đảng Cộng sản Việt Nam chị chửi nó đâu có sai. Cái lũ này nó khôn nhà dạy chợ chị chửi nó đâu có sai đâu. Em thấy không? Đó. Trong khi nó xả lũ mà chị nghe được cái tin đó là lũ mà nó xả đó là do thằng chó đẻ Formosa. Thằng Formosa nó ra lệnh cho xả lũ ở miền Trung để cho giết chết ở miền Trung. Mà bây giờ người ta cứu trợ nghe nói Hòa Thượng Thích Không Tánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đem đến cứu trợ, nó đâu cho người dân người ta lãnh đâu. Không cho lãnh thôi đi về và đặt mời lên trên phường xã để làm gì. Tao tiền của tao tao bố thí mà tao cho người dân nghèo, tự nhiên cho tao lên phường xã, tao lên cái cù lôi á, cho nên không ai thèm lên trơn. Chị kêu gọi mấy cái hội đoàn bên hải ngoại này cũng đừng ai thèm cứu trợ, mỗi lần chị còn cứu giúp chứ giờ chị khỏi có cứu giúp đồng bạc nào trơn. Cứu giúp mẹ gì, cứu giúp cho người dân ăn no đã rồi rồi bắt đầu là ngồi đó no cơm ăn cật không dám đứng lên, để cho thằng Tàu nó qua đi, nó tàn sát hết đi, để cho mất nhà mất cửa đi, coi người dân đứng lên hay không. Chị đâu thèm giúp đỡ đồng bạc nào đâu. Hồi xưa chị còn bắt đầu là kêu gọi chị còn đưa tiền đưa bạc để mà chị giúp đỡ cho những này là những người ở Việt Nam, nhưng mà sau khi mà chị biết được rồi ở Việt Nam cái lũ chó đẻ đó nó mời đồ đạc ở bên hải ngoại này về, cái nó đem lên trên phường lên trên xã, bắt đầu nó vô nó ghi tên dòng họ ba đời của nó, bắt đầu nó vô lên. Có ai ở Việt Nam nghèo mà đi lãnh tiền được đâu, lãnh quà của người nước ngoài từ thiện được đâu. Nó vô nó điểm danh coi người của nó những này là bao nhiêu đó, nó giả bộ nó ghi vô danh sách nghèo đi lên để lãnh đồ đạc về ăn không à. Chị nghe kể lại mẹ nó ra nó đem đồ ăn về, nó lấy tiền về rồi nó ngồi nó karaoke tối ngày sáng đêm chứ. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, rốt cuộc lại bỏ microphone xuống nhà lầu 2-3 tầng vậy đó, mà đồ ăn mì đồ kia tao nó chất ở trong nhà cả đống vậy đó, thùng 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 ở trong trong khốn nạn vậy đó nha. Cho nên Lisa chúng này là đấu thèm đóng tiền cứu trợ cứu mẹ gì đâu, tiền bạc Lisa cũng không gửi về luôn nữa, gửi về cho thằng bạn, cho vấn đề là đứa em của chị đó, gửi về 100 đô cho nó rồi cũng bị mất mẹ nó rồi, giấu nó lấy con ta, chị không có gửi con bạc nào về nữa. Đối với chị bên đây 1-2 ngàn đâu quan trọng đâu mà chị đâu gửi về đâu, gửi về cái quân ăn cướp cái phường tham lam chứ đâu gửi về, không gửi đồng xu cắt bạc nào chứ. Cho nên các bạn ở Việt Nam tự động các bạn đứng lên đi, các bạn tự lo đi, còn các bạn không đứng lên là thôi chứ Lisa đâu biết gì đâu. Giờ nhà cửa của các bạn nó tới nó lấy rồi đó, các bạn thấy không, nó lấy chuẩn bị nó bán cho thằng Tàu, đất cát ông bà cha mẹ của mình để lại giờ nó đem nó bán cho thằng Tàu. Nói tóm lại ngày hôm nay là kể như là các em phải đứng lên, các em không đứng lên là các em chết. Chị ơi, chị có nghe vụ nhà nước chuẩn bị cướp luôn cái chợ Bến Thành không chị? Bây giờ bắt buộc các tiểu thương trong chợ ký lại hợp đồng 5 năm mà bắt người ta bỏ ra cả tỷ đồng tiền Việt Nam thì 5 năm sau họ lấy lại vốn làm sao được chị? Ừ thì chị nói rồi mà. Nó cố tình nó muốn dồn người dân Việt Nam vào con đường cùng. Chỉ thị của thằng Tàu là không để cho người dân Việt Nam chết liền, phải cho chết từ 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 như vậy. Tức là họ làm sao mà cho đời sống của người dân không còn được nữa, họ không còn con đường sống nữa, lớp nào mà bỏ chạy được thì chạy, còn lớp nào mà không chạy được thì phải ở đó mà chịu chết. Các em thấy ngay cả bây giờ trong thuốc lá mà hút mà nó cũng để thuốc chuột vô nữa, là các em coi còn cái gì nữa. Hút thuốc lá bây giờ là phải hút 3 cái thuốc chuột vô, nó đâu có cho đâu. Nó em cũng đang kinh doanh cho cô em trong chợ Bến Thành nên cũng bức xúc mà không biết làm gì, có người thì đi thuê luật sư khiếu nại, có người thì không chịu ký hợp đồng. Em nhờ luật sư khiếu nại, mẹ luật sư nó ăn tiền em thêm lần nữa. Chị đó nói rồi, luật sư mà trong cái đảng đỉ luật sư trong cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay bà nội nó không dám rớ tới nữa. Đây là chỉ thị của mấy thằng cấp trên, nó muốn tới nó cướp mà làm sao mà thằng luật sư nào mà dám ra, lạng quạng nó tước mẹ bằng luôn. Các em thấy không, luật sư Nguyễn Văn Đàm nó còn nắm đầu nó thảy vô trong tù, nó còn ghép cho tội phản động, nó luật sư nào mà dám vô mấy cái vụ này.
Bây giờ chỉ có là toàn dân tiểu thương bắt đầu là kêu bằng là đứng lên, phải phản đối, phải làm sao mà mạnh kìa. Giống như ở Tân Cương đó, thấy không? Đó, chính quyền của nó vô dẹp chợ, người ta cho nổ mẹ nó, banh mẹ nó cái chợ luôn. Mày không cho bán, mày không cho dân bán thì mày cũng chết mẹ mày thôi. Còn bây giờ ở Việt Nam mà vấn đề là giờ các nó làm gì, các em cũng vấn đề là kêu bằng là mẹ làm thinh nó trơn, sợ hết thì thôi. Đã đến lúc không chống thì mọi người dân Việt Nam phải đứng lên. Chị dám cam đoan với các em, bởi vì chính sách của thằng Tàu, tình báo của thằng Tàu nó cho biết là giết dân Việt Nam từ 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 một. Mà nếu người dân mà không đồng lòng, không đoàn kết, không đứng lên thì người dân Việt Nam sẽ tự diệt chủng, sẽ tự chết. Chị bên đây với những người Việt ở bên đây đang chờ đợi coi như thế nào. Nếu mà người dân Việt Nam không đứng lên mà thằng Tàu nó qua nó tàn sát, nó giết chết mẹ hết trơn rồi, rồi đến khi mà thằng Tàu nó giết tới mấy cái thằng chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam thì nó la cẳng 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 lên y như là chó mà bị đập vậy đó. Rồi lúc đó bắt đầu nó la làng, nó cầu cứu tụi chị, thì lúc đó tụi chị mới lên tiếng. Khi tụi chị lên tiếng rồi thì lúc đó mới thế giới, Liên Hợp Quốc được kêu, người ta mới đi vào để mà đuổi mẹ thằng Tàu đi về, mà không biết đuổi được không. Các em nên nhớ kỹ như vậy. Khi mà ông vấn đề là kêu bằng là Donald Trump lên là ông quyết chiến với thằng Tàu Cộng. Cho nên các em thấy thằng Tàu Cộng bây giờ nó im ru, nó không dám hối hả. Cho nên thằng Tàu Cộng bây giờ nó đang làm ráo riết để làm sao mà nó lấy được cái nước Việt Nam. Mà cái chỉ thị là nó muốn làm sao mà giết người dân Việt Nam cho từ 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 từ. Tao nói nó giết kêu bằng đi bán hàng rong, nó cũng không cho nhà cửa thì nó cướp đất. Đất các ông bà nó cướp hết, đi làm công nhân thì nó bóc lột, nó không trả tiền. Các em thấy rồi đó, bây giờ kinh doanh buôn bán nó cũng làm khó làm dễ, bữa nay nó đốt chợ, ngày mai nó phá chợ, bữa kia nó đòi là phải lên 2-3 tỷ đồng một cái chỗ ngồi, làm sao các em sống nổi. Rồi những người nào mà vấn đề là không có chợ búa, kinh doanh ở nhà thì nó đi tới nó đóng thuế, nó kêu cái thuế lên nó lạc như bằng là 20-30% như vậy. Thay vì á đóng thuế cho nó đó 30 triệu một năm, bây giờ năm tới chị nhận được cái chỉ thị đó là nó phải lên 50 triệu. Nó phải lên như vậy đó. Nó phải làm như vậy đó. Để cho người dân vấn đề là chết. Các người nào không chịu ký hợp đồng nó cũng đâu có sợ. Mày không ký hợp đồng tao đá văng mày ra khỏi chợ, cho mày về nhà mày bóc đất mày ăn. Sợ quá bây giờ về nhà các em làm gì? Cho nên các em phải cúi đầu đi ra ngoài chợ mà để mà buôn bán thôi. Mà các em buôn bán trong tương lai là kể như nó tìm cách nó xiết các em, giống như cái dây thòng lọng nó xiết từ 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 cho vấn đề là tiêu tùng hết rồi. Bởi vì cái chỉ thị của thằng Tàu là nó phải giết người dân Việt Nam làm sao mà cho người dân không còn cái sức đề kháng được. Trong tương lai tất cả những người nào buôn bán, buôn gánh bán bưng ở Việt Nam hoặc các tiểu thương ở Việt Nam là chết hoàn toàn, chết không kịp ngáp. Bởi vì cái chỉ thị của thằng Tàu Cộng bên kia, dân của nó ở bên kia bây giờ nó là trên cả tỷ rưỡi người rồi. Nó tính rằng là khi mà bị ô nhiễm nó đưa 100 triệu qua Việt Nam để thay thế dân Việt Nam cũng được. Bởi đất nước Việt Nam bây giờ là hơn 90 triệu dân rồi, mà nó đưa chỉ có 1% của nó bên kia thôi, đưa có 100 triệu người dân của nó qua bên đây thôi. Cho nên bây giờ nó đâu cần người dân Việt Nam. Nó đâu cần người dân Việt Nam, vấn đề là kêu bằng là mẹ sống để làm gì chật đó. Cho nên bây giờ tao xiết vô đó, mày ký hợp đồng không? Mày không ký trong chợ Bách Thành hả? Thì thôi mày đi ra, tao cho người khác vô. Rồi nó cho người khác vô, các em biết là ai không? Hả? Là toàn là tụi tao cầm nó qua không? Tao làm công bằng này nha. Tao kêu mày ký 3 triệu mày không ký. Mày không ký thì giờ cho mẹ tiểu thương của tao nó vô nè. Bắt đầu trong tương lai là vấn đề là cái bằng là lòn a chẹn à, ông trong tương lai là toàn là tên đó. Các em coi hợp đồng toàn là ấu thường, toàn là chế dùng đồ không à đó nha. Vui mà. Bây giờ bà con đang điêu đứng nè chị ơi, đã chị nói trước đây lâu rồi, chị nói từ lúc nó đốt những cái chợ, nhưng cái chợ kia là chị đã nói rồi. Bây giờ nó tới vô cái chợ Bến Thành, bây giờ nó vào tới trung tâm của Sài Gòn luôn. Nó muốn đánh sập cái chợ Bến Thành này lâu lắm rồi. Nó muốn trở thành cái Chinatown chợ Bến Thành lâu rồi, nhưng mà nó chưa có làm được thôi. Chị đã nói rồi, em không nghe chị thôi.
Các em thử đi qua 2017 đi rồi các em chuẩn bị. Người nào mà vấn đề là khôn ngoan đó vô VM với chị thì chị hiến kế cho nhé. Còn vấn đề là cái bằng là ở Việt Nam là coi chừng chết không kịp nhé. Ở trong nước Việt Nam thì ăn hiếp người dân vậy. Còn đi ra bên nước ngoài này á hả, mẹ nó ra tôi hả, hôm qua hôm kia kìa. Mới có thằng vấn đề là Mỹ Đen tới nó hỏi chị. Nó hỏi thằng đó nó ở bên Việt Nam nó qua. Mà nó con ông cháu cha. Tao nói chắc nó con ông cháu cha đó. Nó nói cha của nó là police ở bên Việt Nam, tức là cảnh sát cơ động đó. Chị nói sao. Nó nói mày ơi, nó học võ, nó cung phu, tao quánh ông lợi nó. Bây giờ mày có kế nào mày dạy tao không vậy? Trời ơi, thằng này nó công phu, nó giỏi lắm mày ơi. Tao nói trời ơi, mày lo gì, mày khỏi cần nó công phu. Mày dụ nó đi ra đi, rồi hai ba đứa tao bay núp ở trong xe. Một thằng cầm cái súng có laser đó, tao bay nhìn ngay cái bụng nó, tao bay bắn, đừng bắn nó chết. Mất công lắm, bắn cho nó lội ruột nó ra thôi, nó hết công phu gì đâu. Bắt đầu mấy thằng kia giáo bộ vụ ra, phải không? Kêu nó ra, cái thằng này đi ra. Oh yeah, I police in Vietnam, được kia. Mày vô đây, mẹ nó ra thái cực đạo, được kia. Võ quyền, được kia. Giống như là mẹ mấy cái tụi mà vẫn đây là cảnh sát, mà vẫn đây là kêu bằng là cơ động, mà nó tập dẫn ở Việt Nam vậy đó. Giống như con gì mà kẹp cổ cho mấy thằng kia hủy hát vậy đó. Bắt đầu đi ra, bắt đầu là võ năm ông, năm bà, được kia. Bắt đầu lên nha, bắt đầu là quánh thủ, được kia, ghê lắm em. Mỹ Đen nó nghe lời chị, nó đâu thèm nói đâu, nó giáo bộ nó dụ thằng kia ra, nó nói hey, he want to fight with you, tức là nó nói là thằng này muốn quánh với mày nè, đi ra quánh đi. Bắt đầu mẹ đi ra, cái ao bắt đầu nó ra, nó cung tay cung chân nó kia, mới giơ chân lên đá cái mẹ trong xe nó lấy súng nó để đung đung đung, trời máu đổ ra, chở vô bệnh viện nằm mẹ thấp thỏm luôn. Tao nói tụi Mỹ Đen nó dỗ ai, nó cười quá trời luôn. Nó gặp chị hôm qua nó nói tao công nhận hay thiệt đó, mày dạy tao cái kế hay thiệt đó, thằng này công phu mà đâu lợi gân phu của tao đâu. Tao nói thì đó. Trời ơi, cái lũ cộng sản Việt Nam á, tao biết tụi này mà nó dốc thằng Tàu Cộng mà đặt đem cung phu ra thù tụi bay thôi. Tao nói bây giờ ông cố nội nó công phu tay đen tay đỏ giỏi cỡ nào cũng không bằng gân phu của tụi bay hết trơn. Chỉ cần một cây súng nhỏ gân phu tụi bay để nó phát ngột là mẹ nó, tao cho nó 80 cái công phu nó cũng chết mẹ nó. Nó khỏi cần công phu, tao cho mày quen có thối mất dạy. Nó cho mày công phu nha, tao cho mày kinh công ha, mày công phu phải không? Ủa mẹ nó ra nó lên đạn nó rớt ở trong xe, mày đặt đi ra múa vỏ không, múa vỏ bà đồ kia biết không? Làm ghê gớm lắm ha, mà học viện chánh trị đồ kia ra làm ghê gớm lắm. Mẹ nó để trong xe, mẹ nó cách đung 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 lọt ruột rồi, mẹ chó vô bệnh viện nằm thấp thỏm vô. Bà vợ bà chửi quá trời luôn. Chị cũng giáo bộ, chị đi tới chị nói trời ơi, ở bên đây xứ sở súng đạn mà chú qua đây là tự nhiên phô trương võ nghệ làm chi. Bà vợ bà gặp bà chửi, bà nói chị tôi nói rồi đó cô Lisa, mà quen cái thói bên Việt Nam rồi. Ở bên Việt Nam á là cái bằng á là mẹ làm cơ động nó bển quen rồi đó cô. Rồi cái bắt đầu là cái bằng là giật cổ người dân rồi kia, ở trong nước Việt Nam quen rồi, qua đây bắt đầu là cái bằng là ỷ võ mình giỏi lắm, bắt đầu là đi qua làm vậy đó. Tôi hâm rồi đó mà cũng đi ra mà đặt múa được kia làm cho tụi nó sợ đó cô. Tôi nói ở bên đây đi ra đây, tao cho mày ngồi mày múa đi đó, tao cho mày ở đó mà võ năm ông năm bà bên đây nha, cho mày bỏ cái tật mất dạy. Cho nên các bạn ơi, các bạn phải đứng lên đi đó, ở trong nước nó chỉ hù các bạn thôi. Qua đây người ta quánh nó bò càng không thằng nào dám ngóc đầu lên trưng chứ ở đó nha. Ý trời ơi, 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Ok thôi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chương trình Khai Dân Trí tới đây là xin hết, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Bye bye, xin kính chào tất cả quý vị nha.